Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Rất vui được gặp lại các bạn trong video chính sách mới trên kênh Luật Việt Nam với những thông tin pháp luật được cập nhật nhanh nhất trên nhiều lĩnh vực như hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, đất đai, nhà ở. Và sau đây là nội dung chi tiết video ngày hôm nay. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định liên quan đến thời giờ làm việc có sự thay đổi đáng kể so với Bộ Luật Lao động năm 2012 mà doanh nghiệp cũng như người lao động cần chú ý. 1. Người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết về thời giờ làm việc. Khoản 2, Điều 105, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người sử dụng lao động khi quy định về thời giờ làm việc phải thông báo cho người lao động biết. Đồng thời, Bộ Luật Lao động mới cũng bỏ quy định người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ đang được áp dụng tại Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2012. Bên cạnh đó, Bộ Luật Lao động năm 2019 không đặt ra mức giới hạn cụ thể đối với thời gian làm công việc nặng nhọc, độc hại như hiện nay. Thay vì quy định cụ thể thời giờ làm việc không quá 6 giờ một ngày đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như Bộ Luật Lao động năm 2012, quy định mới chỉ yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, có hại theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan. Đáng chú ý, việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động được nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện. 2. Tăng thời giờ làm thêm giờ đến 40 giờ trong một tháng. Nếu như hiện nay, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm theo Điều 106 Bộ Luật Lao động năm 2012 là không quá 30 giờ trong một tháng và tổng số không quá 200 giờ trong một năm, thì đến Điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 40 giờ trong một tháng, đảm bảo số giờ làm thêm không quá 200 giờ trong một năm. Như vậy, từ quy định trên có thể thấy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, số giờ làm thêm của người lao động tối đa trong một tháng được tăng từ 30 giờ lên 40 giờ. 3. Thêm trường hợp người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Bộ Luật Lao động năm 2019 đã luật hóa một số quy định trước đây mới chỉ được ghi nhận tại Nghị định 45 năm 2013 của Chính phủ, đó là cho phép làm thêm không quá 300 giờ một năm trong một số trường hợp nhất định. Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. So với Nghị định 45 năm 2013, khoản 3, Điều 107, Bộ Luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm 3 trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ, bao gồm sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm điện, điện tử, chế biến diêm nghiệp. Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời. Trường hợp khác do chính phủ quy định. Bên cạnh đó, quy định mới vẫn giữ nguyên các trường hợp được cho phép làm thêm đến 300 giờ trong năm nêu tại Nghị định 45 như sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản. Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp thoát nước. Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước. 4. Không giới hạn số giờ làm thêm trong trường hợp đặc biệt. Đây là một điểm mới đáng chú ý của Bộ Luật Lao động năm 2019. Căn cứ quy định của Điều 108, trong trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm. Đáng chú ý, nếu như Bộ Luật Lao động năm 2012 không cho người lao động quyền từ chối làm thêm giờ trong tình huống đặc biệt, thì với quy định mới tại Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động có thể từ chối làm thêm giờ nếu thực hiện công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa khắc phục thiên tai, dịch bệnh mà có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
5. Thêm nhiều công việc đặc biệt được quy định thời giờ làm việc riêng. So với Bộ Luật Lao động năm 2012, Điều 116 Bộ Luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm 4 trường hợp được quy định thời giờ làm việc riêng, đó là công việc tin học, công nghệ tin học, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thiết kế công nghiệp, các công việc có tính chất đặc biệt khác do chính phủ quy định. Ngoài ra, Bộ Luật Lao động năm 2019 cũng kế thừa các trường hợp đặc biệt được quy định riêng về thời giờ làm việc của Bộ Luật Lao động năm 2012 như sau. Công việc đặc biệt trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, thăm dò, khai thác dầu khí trên biển, làm việc trên biển, công việc của thợ lặn, công việc trong hầm lò, cùng một số công việc khác theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luậtvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!